Ghép nhạc thôi mà. Biết đâu mà. Chỉ cần ghép nhạc thôi. Mình kiểu mình cũng không phải chuyên. Con đứa ngồi, con đứa đứng, nói chung là mày làm nào ở đằng sau xung quanh cái ghế đấy. Rồi mình đã để cái lửa ở trước cái chỗ ghế đấy. Nhưng mà chăn gì? Mày đợi mua lên đi mày mày đợi mua lên đi mày. Đợi đợi mà. Chưa bây giờ mình lên nếu mà một chút đất thì là một rồi. Gì? Mày đang chơi gì ấy? Vain Glory. Vâng ạ, sóc quát. À, con rồng được kia hơn mày. Con rồng ta sóc quát hả? Thôi hả ra. Xong rồi thằng này thấy thương con này hả? Thằng mày chính là chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi. Ai chụp đâu? Are you lovers? Yeah, are you lovers? Oh, well. Oh, well.
rồi.